là lúc ra đi công tác đến bây giờ về hưu cũng 37 năm. Đầu tiên là 7 tuổi ở Lào về. Rồi đến 27. Đến được về nhà thì lấy vợ 17 tuổi. Vâng. Tao với mẹ đánh nhau lúc 17. 37 rồi. À. Chào anh Thắng nhá. Đi xe máy để chở đưa. Anh đi á. Vâng. Chào anh nhá. Chiều ở với em trong chiều em đi luôn mà. Thế đi thì thế đi. Đi. À đấy cho mà. Vừa anh chưa đây. Đi nhá. Đi nhá. Ba rồi. Lấy vợ 17 tuổi. Cái lần một là 7 tuổi ở Lào về. Hai là lấy vợ 17 tuổi. Ba rồi. Ba là công tác 37 năm. Ba rồi. Cái thứ là làm nhà, cái làm tầng hai đấy. Cứ tính đi. Và cái nhà dưới làm tầng hai là bao, cái làm tầng hai là không, tầng hai với nhà dưới căn thì cũng làm bao nhiêu tuổi? Thế vừa đó, rồi làm công trình phụ nhưng mà cũng là công trình chính để trong gia đình hoạt động là cũng 2017. Thế là bốn con vẫn tính mà. Thế đây mấy bảy rồi bốn. Thế bây giờ cuối cùng thì đến lúc cuối cùng về hưu là cũng vừa đúng 597 tuổi. 597. Thế là 57 rồi. Thế còn bao nhiêu cái 7 bên sau không biết, nhưng mà chắc chắn còn hai cái 7 nữa. 5, 4, là 4. Sống 97, sống 87 hoặc thọ 107, cái chuyện đó không biết. Ôi. Nhưng mà cái sinh 537 thì chưa nói đến. À, sinh 537. Đấy. Đấy là 5 rồi. Vâng. Thế còn lời nói với cụ nhá. Thế nhưng mà cái tuổi tao cũng sinh 537. Này cụ không nói. Cụ tâm thì thế còn, nhưng mà còn nghĩ này. Không ai hiểu là tại sao nó lại trùng hợp. 7, con số 7 với con số 9. Nếu ví dụ như con sang ngoại cảm là thế nhưng mà liên thì người ta nói là cái con số 7 là con 9 số 9. Số 7 số 9 hết. Số 7 là con nét ngang. Rất đẹp. Cái con cũng sinh năm 1957. Rất đẹp. Tinh dậu. Không có gì vướng mắc cả. Chỉ 57 với 37 cách nhau 20 tuổi đấy. Từ từ đi lên. Cuộc sống rất an nhàn. 37. Mặc dù khổ bắt đầu. Nhưng càng về cuối càng khó. Nhưng mà chắc con đi xem là 6-7 chết thì cũng được. Không. Bà nhà tôi xem chết 2 lần rồi. Nhưng cháu mà đã chết rồi. Cháu 6-7 chết thì... Em cũng liên quan đến 6-7. Em sinh sau năm 6-7 một năm. Con ấy cái thằng út nó bảo này bố không uống thuốc, không uống rượu, không chè. Con này làm gì? Bố phải bảo tồn cái sức khỏe của bố rồi tao nói với mày. Tao cái mẹ... À còn một cái bảy nữa mà tao chưa biết. Nhưng mà nếu mà sống thọ 5, 6, 7 nhập trường chúng ta cũng phải bảy. Vâng. Mày là làm gì? Toàn thứ bảy á. Chú Tùng nhá. Ông bây giờ không phải bảy. Ai chui con thứ bảy nó vào tao. Vâng. Đi học cũng 5, 6, 7. Thế năm nay là 80. Mong thật. Chính nhất là 82, công trưởng ngụy là 83. Anh nói này em hiểu. Con vào trường năm mấy là 87, 89. Đấy. Thế vào trường chú Vũ Nông Lâm là năm vừa đúng 1957. Thế còn con 7 nữa. Con 7 này nó ở hàng đầu. Tốt nghiệp đại học cũng năm 1970. Ông ngày xưa học đại học Lâm Lâm nhỉ? Là kinh tế, đảng không phải nhớ mãi trung cấp trường thế được. Vâng, bác phải nhớ trung cấp thì Nông Lâm Trung ương, nhưng đại học thì đọc kinh tế. Ông đi cái xe về ông lo kinh tế lâm nghiệp. Đấy, nó cần phải ra số 7 nó vào lắm thế. Thế bây giờ nó vào số 7, 107 thì càng tốt. Ông số 7749 là thọ rất dài. Còn nếu mà nói với ông 7749 là cái số 9 của nó là 9 cửu sừng luôn. Nghĩ là con đánh bài là qua chúng con là cái tuổi qua 749 ấy thì không người qua 749 như rồi nhưng mà 49 là cái 9 sẽ thọ được cái tuổi 80 ấy. Bố còn một cái 7 nữa là nó 7 hết răng của bố rồi. Không, nó 7 hết răng rồi. Không, 7 đi. 7 hết răng cũng là 7 đấy. Mà 1970 cũng là 7. Mà nay con nói với ông nhá. Con rất khoác bè trên bọn này. Thế về sau người ta nói này. Nói đúng là nói. Họ nói tôi là thế này. Anh là người. Thì nếu xem là đời chung rồi. Vâng. Nếu xem cho ông thì cái tuổi của ông không phải đời mới. Không phải 87. Mà có cùng nhau. Không, anh cháu bằng cái tuổi ông đếm ở trong Ninh Bình. Ông cũng 57. Ông nhàn á.
con bảo, con bảo con là con đấy, đây là các em mà tao là đời chung luôn, không phải đời cố, không phải đời cố, tao hiểu trên hiểu dưới đấy, chín rồi đó. Vâng. Năm chín cái bảy á, năm 1970. Vâng. Vậy là tổng nó bao nhiêu cái bảy? Tao chưa tổng như này các chưa chưa tổng ông tính rất nhiều, nhiều cái bảy. Bảy bảy mới được bốn chỉ, chỉ còn cái bảy cuối cùng thôi là mong muốn bảo một chuỗi đời có thể 87 hoặc là mất năm là hết rồi, tháng bảy là hết rồi. À cái năm 79 là sát nhập tỉnh Hà Nam Ninh, xong là nhà bán nhà đây đi vào đấy, xong là bỏ nó chuyển và ra ra Nam Định thì đấy cũng cũng là 79 đầu bảy. Thế là cuối cùng là không đi nữa là vì nó đang nghe là đang tỉnh Ninh Bình, nó chuyển thành tỉnh Hà Nam Ninh. Tỉnh Hà Nam Ninh là gồm có tỉnh nào nhỉ? Tỉnh Ninh Bình này, Hà Nam, mới Nam Định. To lắm. Thế là năm ấy nhà em là đã bán nhà đây xong là chuẩn bị đi rồi, thế cuối cùng vào đấy là nhập tỉnh, thế là không xin giấy tờ nó phức tạp, các cụ là không đi nữa. Là cái số dân thì nhiều khi nó số nhà. Vâng. Ngày xưa ông ơi, hay ngày xưa chúng con là tỉnh Hà Nam Ninh, tỉnh Hà Sơn Bình này. Hoàng Liên Sơn, Hoàng Liên Sơn. Liên Sơn này. Toàn sát nhập. Hà Sơn Bình này. Thế nhưng mà chúng con sẽ biết những cái tỉnh đấy. Thế nhưng mà ông cũng thấy là bây giờ thời bây giờ bắt đầu lại bắt đầu sát nhập lại này nhá. Chúng mày không tin. Cái thời kỳ ra trường thì nó phân công lên làm đội trưởng đội điều tra khai thác Thái Nguyên. Phụ trách 120 quân. Nhưng mà họ đã cho ta về Hòa Bình. Hòa Bình thế là điều đi điều tra tổng cục lâm nghiệp nhá. Công ty ông Hồ Chí Minh ấy nhỉ. Thế điều tra tổng cục lâm nghiệp về sau nó thấy vậy làm tốt quá nó để cho về Ninh Bình. Về Ninh Bình lại đi các huyện, 6 huyện của Ninh Bình. Kim Sơn, Yên Mô, Yên Thắng, rồi Gia Khánh, Nho Quan, rồi Gia Viễn. Con thấy ông còn hiệu trưởng hiệu phó cái trường. Không không, đấy sau này, đấy sau này. Cuối cùng là đi như vậy, mà cuối cùng nó đuổi tao về. Đuổi cái chuyện công tác này đuổi. Về đuổi là thế này, tao hay nói thẳng nói thật, hay đả kích, cho nó không thích. Nó đuổi về đi lâm nghiệp. Đi lâm nghiệp thì nó đuổi đi điều tra. Cùng với cái đại đội có Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đuổi đi tra rồi, xong nó về điều tra nó đuổi xuống vườn nông kia. Đấy. Nhưng mà cái đợt bố bảo 24 tuổi là giám đốc nông trường Thạch Bình đấy, ta nói chưa đến. À đấy. Thế khi về rịa rồi thì làm ăn được rồi, mấy cái đồi thông của rịa rất tốt, rất đẹp, không nào làm được. Về sau nó lại điều về đi học quản lý lâm trường. Đi học quản lý lâm trường thì nó lại thấy làm hay, nó điều về cho quan làm giám đốc lâm trường. Mà quản lý và hơn 1.200 hát ra được. Công nhân của một trăm. Lúc bây giờ là ông về như lúc đấy ông 24 tuổi. 24 tuổi. 24 tuổi. Lúc giờ con cái năm 1962. 1962 bao nhiêu? 62 à? Vâng. 1962 là thằng này đẻ 66. Thế lên thì mấy thằng công nhân nó bảo ôi cái thằng này giám đốc đéo bé con chắc làm ăn giỏi giang đéo gì. Nó nói chuyện to để mình nghe. Thế mai nó gọi cái thằng sở vào, tôi bảo hôm qua mày nói tao cái gì. Không em không nói, mày nói tao là giám đốc đéo. Nói chung là ông muốn nói gì thì nói gì. Rồi sau cuối cùng nó phải thôi ra. Sao tai anh nhẹ thính thế. Cho bọn này, tao không nói trước, nhưng mà hãy xem việc tao làm, chứ đừng nghe tao nói. Lúc đó mày mới đánh giá, chứ mày đánh giá bây giờ hơi vỗ. Nhưng mà lúc giờ ông về sau ông có thù cái thằng ấy? Không thù, thù mà đánh gì. Chả nói thẳng mặt còn thù gì. Thế về sau cuối cùng bây giờ nó chuyển công tác ngay. Không, cái thằng nó công nhân. À, công nhân thì đuổi việc. Không, ai làm vậy. Đã thù, nếu mà đã thù là không nói thẳng mặt. Đấy, vấn đề cho này. Thế đến lúc xong rồi, 62, 63, thứ là 3 năm nhé, cháu 2 cho 3 thứ 3 năm rồi đó. Năm anh mới ra khỏi nhà. Thế về sau cuối cùng là bò chết trâu chết, nó mới định chỉ đoạt ta bỏ tù. Lúc này cộng sản là bỏ tù. Vâng, bỏ tù đấy. Vừa nương thì bạch đàn chết, gỗ và cà phê thì chặt hàng mấy chục ngàn thì hát ta gọi là ta còn chít đen cũng hỏng.
nó để gỗ trong rừng khai thác ra. Thế rồi cuối cùng nó quyết định là Tạ Quang đấy, chủ tịch tỉnh. Thế về sau về làm việc thẳng với Tạ Quang, nói thẳng. Nhưng mà nay còn hỏi thật nhá, ông thì ở Thái Bình rồi, thế Trần Đại Quang ông cũng đi mộ chưa? Chưa. Thế mà người lính binh tao nên đến cho về hưu được rồi đó. Hưu thì ông phải vào thăm lấy được tiền cưới. Ông quan hệ chúng tao vào thám trẻ nhưng mà chủ tịch nước. Vâng, chủ tịch nước đến chủ đời thế thôi. Thế con thì bảo này, ở Facebook con nhìn thấy bảo bây giờ là nhiều cái chỗ thả trâu rộng rãi. Chung quy là có liên quan đến trâu. Thì nó rộng thì mình không thả trâu thì có nó mọc rộng. Nếu bác mà chủ tịch nước không phải mình đã qua chủ tịch nước. Ông nhưng mà hiện nhiều anh chủ tịch nước. Ông hiện nay thì không bằng ai thật, nhưng mà cái diện tích trâu nó quá rộng. Trâu là trách nhiệm của trung ương quản lý đất đai. Thế là anh Sáu là anh đang kinh doanh cái mảng bên trâu. Cho nên là nghe chỗ nào như cái thả được nhiều trâu là anh sướng. Con thì con cứ thích vào đấy làm 10 con trâu thôi. Này, nó có chăn trâu được trong nó nhiều trâu lắm. Không, nó không để trong ngoài đâu. Không, nhưng mà ý con nói là con chưa thả nhưng mà chỗ nó rộng quá. Còn rộng quá. Ngày hôm qua. Mày nói về nói với trung ương. Không, con không nói. Hôm qua ấy là con nên thắp hương mộ mẹ con ấy. Là thấy cỏ ung tùm nó bốc binh vào. Lai mai phải đề cập chính quyền là phun có. Kiểu cái chỗ Trần Đại Quang thì phun hết tiếu bao nhiêu tiền. Thế ta đang nói cái câu chuyện dở cuộc đời của ta là như thế. Đến khi về làm đốc kêu gọi chết, nó lại bị kỷ luật, nó bỏ tù. Tạ Quang làm vụ, làm việc thẳng với ông Cao, văn phòng ủy ban thường trực ủy ban tỉnh, làm việc với Tạ Quang thẳng. Tại sao tôi nói Tạ Quang là con Tạ Viên? Tôi nói này, anh là chủ tịch tỉnh mà anh đối xử với tôi như vậy, anh Huy là giám đốc sở lâm nghiệp về tôi đưa từng cân giò, cân giò tôi còn mua thì lợn tôi gói cho lẫn vào để cho nó đông. Anh chỉ biết ăn giò, nhưng mà anh không biết chăm sóc con bò. Bò tôi còn chăm sóc đốt củi, chăm sóc cho bò. Vậy anh có rượu lên chăm sóc bò cho tôi không? Tôi điên người, điên ruột. Trong lúc bò chết thì phải, thế anh có điên không? Hay anh chỉ biết ăn giò? Nhưng mà chúng con nói này nhá. Nhưng mà cuối cùng chúng mày đang nói với chủ tịch tỉnh không? Không, nhưng mà lại sau cái cuộc ấy, nó mở cuộc tổng tấn công điều tra. 30 cán bộ về kiểm tra. Chúng con này nó không mắng nhá, nhưng mà bây giờ phải ăn được. Nhưng mà cái tay bây giờ không thằng nào dám như thế đâu. 3 tháng kiểm tra, 3 tháng cách chức, tức là tạm thời nghỉ việc, không làm giám đốc, để ngồi hưởng lạc, để ngồi kiểm điểm. Viết kiểm điểm 1 không xong, viết kiểm điểm 2. Tao có sợ đâu. Nó còn thù đến mức độ là khi chuyển đảng tịch về Giang Khánh, nó còn không cho chuyển đảng tịch. Thế mà họ lê nó kìm về. Kìm về sau cuối cùng đến lúc ta bảo cơ tình ủy viên bí thư ủy nhân dân bảo anh có liệu chuyển cho tôi đảng tịch về không? Tôi mắc việc khuyết điểm gì? Con tiểu ông về đây làm bí thư. Thế bây giờ anh là tỉnh ủy viên, anh bí thư ủy anh giúp cho tôi chuyện này không? Tôi nói anh Tạ Quang rồi đấy. Tao giờ bình thường qua là tạo con biểu chủ tịch tỉnh về sau cuối cùng mấy thằng nó bảo ông mà sợ đến Tạ Quang đến lông chân ông cũng không bỏ đến tức là ông nó cạo thành cả lông chân, cạo cả tóc. Tao bảo cao đi cao, tao làm gì đâu sao con biết lúc giờ ông ôi trời ơi, lúc giờ cả cái tỉnh Ninh Bình nó khét tiếng lên bên đỉnh. Hình như là ông có thầy kỳ nào bí thư huyện ủy nào không? Không, tao chỉ là mà cấp ủy của đảng bộ địa phương, chứ là đảng bộ của quân dân chính của nông nghiệp thôi. Mấy thằng nó bảo đến bây giờ người ta bảo là nó danh lắm chỗ đấy, mình không cho đảng cho thế nó cứ đề bạc cái tên là trưởng ban và tổ chức nông nghiệp. Vâng, nó bảo thằng này cũng làm được, bảo xong rồi làm trẻ mới uống ngon đấy. Cái nhưng mà cụ có bảo vệ cái chân lý của cụ không? Cháu là trẻ uống bảo vệ cho uống nha. Không chè bảo vệ được là không được cái chè. Không bà. Bao giờ thì ra ta được. Học tập thể cho vụ tình lý. Toàn như ông đầu. Làm mới mới đi. Mới phải giám vị trí. Mới phải vậy trường ấm. Sao đúng. Ông ở nhà chơi xem là ba anh em thì họ lên bình thường. Thế cuối cùng nó quyết định một phát này. Kỷ luật trong này. Cách chức không cho hưởng lương 75 đồng nữa. Cách chức em đâu? Mùng 9 thì anh Cường đi Ninh Bình ấy. Già rồi, hiểu nhau. Anh Sáu ạ. Chúa. Mùng 9 anh Cường đi Ninh Bình. 65 thì 65 đồng. 9 thì anh cũng lỗi em này là mai mùng 8. Vâng. Thì anh xuống là đám cưới em Hòa. À vâng. Trên công ty 29.
là xong này lên đấy. Vâng. 12 ngày năm thế con là đồng dụng tí hai là phải đi làm gì có trách nhiệm với các cháu cứ như nó yên tâm. Thì chỉ biết nói với ở nhà. Thế là cuối đời là nó cứ đuổi ra chỗ này chỗ khác. Lần đến cuối cùng về Bắc Vinh. Tất cả gì về Giang Khánh hiểu Giang Khánh về lúc này Giang Khánh rất già chứ không bây giờ tao còn ở đồng rừng mới được chín triệu đấy còn ở đồng rừng có chết chôn đồng rừng không ai biết đồng rừng thì cũng vào Linh Bình nhưng cũng là đồng rừng luôn không về thành phố Linh Bình thì thoải mái bây giờ về đây là càng thoải mái về đây là đồng bằng đó chứ còn nếu mà cứ được chín triệu thì có khi không được về đây tín nhiệm là cụ lên đi Trung Hương thì cùng cụ về Tây Hoàng Hà Nội lấy hết thì không Trung Hương nó giữ ở Ninh Bình chứ thì cô đi làm cái gì ngủ đi làm đi tí cũng mệt mệt đấy ê cụ về đến Khai Hoang Hà Nội thì con cái lơ ba năm nghỉ tí giàu thương ngủ có là được buồn ngủ tiêu nó phải đi nói thật ngủ tí tí á ở ngày lưng đi tí xem có gì em anh vẫn nghe ông kể chuyện gì ông này luôn lọt thì họ lê cho mình thì không ai chịu luôn là không có một câu nào là không ngán không ngán chuyện gì cả nói nhất là mình này chắc các cụ còn biết Phúc Tiên như bây giờ chúng con chỉ nghe đấy ở Phúc Tiên chứ làm gì biết làm Phúc Tiên đúng không? Các cụ Phúc Tiên kinh lắm trong chiến đấu nhá ta nói trong chiến đấu tao không phải đâu chết thôi nhưng mà trong chiến đấu chỉ huy quân sự về ta nói gọi là dân quân tự vệ của huyện ủy Kỳ Vang mấy trăm 200 huyện ủy 300 của ủy ban 500 cán bộ trong lúc cứ 15 phút là trận ở của nước nhiều 35 phút ở cái lò lợn bên cạnh cầu nó nước thế mà không thằng nào tham gia mà nó điều hành ra bảo ông Ninh phải làm chỗ này tôi bảo tôi có huyện ủy thì ra nước nhiều là gì cái gì tôi ra cầu nó nước gì cứ ông nghệ huyện ủy viết ra mà làm ông làm được cụ đã gặp Giáp Văn Khương chưa đó chúng con giờ chạy đầu tiên bây giờ cũng phải là trung đoàn trưởng thôi nhưng mà Khương thì nhiều Ông thời thế ngày xưa là có ông đó chứ quan là con chạy đầu tiên chạy được cuộc sống như vậy nhá nhưng mà cổ thế còn những cái pháo 100 ấy bộ đội nó bắn mà cánh tao còn phải tiếp tế đạn tiếp tế lương thực tiếp tế rượu bia này tiếp tế cải cứu thương binh này. Làm suốt ngày suốt đêm vác thương binh thế mà không ai đến pháo 100 sao nhiều thằng nó bảo thôi nhà em có mỗi có em là con trưởng tôi xin phép thủ trưởng cho em à, ở nhà anh thì không biết tao bảo về thì tao là con đấy thanh niên nhưng bà đi chủ đâu cũng là con một con hai đây tao chết thì ai chịu nghe con một con hai đấy ai nhưng mà thế anh cũng không một trăm là anh ưu tiên vâng không ai ưu tiên cả nếu mà này đều phải đi hết đến lượt thành hùng cường này vâng đến giờ đến lượt mày học lớp một lớp hai mày có cái tưởng tượng có cái trí thế chẳng tạo đâu rồi con nghĩ được pháo 100 là pháo mặt đất anh chưa là ai mà pháo mặt đất đấy pháo mặt đất pháo 100 đạn pháo nhầm cài đó pháo mặt đất tiết rồi pháo 100 là từ từng nó có pháo 105 ông Lan đi ông pháo mặt đất đấy nó gọi là pháo 100 phạt đấy nòng đất ở đầu nó có những lỗ loe trong đầu tức là pháo chống bộ binh một anh bác một viên cũng đã nặng như thế nào thế nào anh là nó gồm pháo 105 bình như thế cứ bảo mày nhớ và nói vì chống cho học đâu không thế thì tao chịu nhưng mà theo trí nhớ là pháo 100 pháo 105 là pháo thằng này chỗ nó kho nó nhiều pháo lắm không có được bắn bao giờ đâu tao không phải là quân đội nhưng mà tao được vào thăm đơn vị quân đội bởi vì hồi đó là giám đốc lâm trường nhưng mà giám đốc lâm trường là quản lý để bảo vệ và chống gạt phỉ ra thứ này khác mà nó mời đến để động viên tinh thần thế hồi đó là chưa biết xe tăng mà vào cái đồi dài xe tăng hàng mấy trăm chiếc tôi bỏ buồn cái này cho các cụ và các cụ có lòng tin chứ nếu không có các cụ không lòng tin mình thì có đạn đường xe tăng chứ bắn bọn trên nạp đạn nó bắn nó bình thường bắn đi đâu mới là quan trọng thế còn pháo của nó cũng là chính xác nữa pháo biển bắn được nó phải có trình sát pháo bình ấy, mới bắn mới được đúng không chứ cứ nạp vào bắn nó bình thường bắn được mới là quan trọng nó nhiều ra ra này nhưng quan trọng thật ra ra vâng tưởng như nói là pháo chỉ đo xa thôi chứ không chứ pháo thế còn thời đó là tôi đi thăm cái gọi là trung đoàn 9 mở cửa bằng nút điện nhưng mà thời các ông mới giỏi đấy nhìn cái bảng bắn nhưng cái bắn thôi chứ còn nhìn cái bảng bắn là cái pháo trên nữa là
bắn đi đâu làm gì? Còn này là mẹ táo ý xưa bảo anh bắn làm sao được, táo bây giờ bảo bắn làm sao lỗi. Nó bấm con đuôi điện nhé, vào trong đồi mà đi hai bên giữa ô tô đi, hai bên là nhà ở, mức độ vĩ đại. Thế mà đi 6-7 cây số nó vào mãi trong Ninh Thắng, Yên Thắng. Đất nó nào đâu? Con bằng thép này con cúc bây giờ là bao tuổi? 82 tuổi. Ừ. Bắn là nhiều lần bắn. Là xưa bắn mà sao mà cũng giỏi chứ. Thì năm bao nhiêu giỏi? Chính xác rồi nhưng mà gia đình không có. Thế được con kém cụ 20 tuổi. 5 khẩu. Cứ cộng 20 thôi, tuổi anh 6 cộng 20 là được. 6 kém 20 tuổi. 20 năm. Thế được cái gì ạ? Được, 20 năm rồi coi như một thế hệ đẹp đấy. Thế cháu thì tính như này cũng đẹp. Nếu mà sống phải lín nhịn, phải mày hiểu người ta, phải biết như thế này, 3 đến 5 phải đấy. Bước tới 20 năm không một đầu. Giỏi đấy. Không. Nhưng mà để con nói đã, để con bảo vệ, con bảo vệ. Lín nhịn không bao giờ ra lín nhịn. Đây là khi được con tính như này là nhìn về cái tình là... về cái tình cảm gia đình như vậy nói thẳng cho người ta biết cái mặt đã thì sau đó nín rồi không đây này anh cháu anh đang nói anh ấy con nói như này cụ là người còn 25 mỗi cối sau người đấy chiến thuật ví dụ bắn hoàn toàn người này chiến thuật cái cháu đấy là chiến thuật thôi đánh nhau nhưng lâm có như hai bây giờ để cháu muốn nói là cháu cối của nó rồi đó là cối 15 thôi cháu tính trung bình là 25 con đời người nhưng có nó ông này năm trước đấy là ông với bố cháu là ông không, cháu là anh em 25 ông lại có con này cháu này có cháu nhà cháu này có chắc nhà cháu này sống một cái đời liên hệ là có thể là 100 năm là có 5 đời luôn 37 nó có là kháo sống còn sống nhau là có tình cảm nó có sẵn có hiểu cái thứ 23 từ này nó vất vả quá đấy bác tại sao cháu bây giờ lớn rồi xuống cuối kính trọng các cụ là 25 có sẵn một đời bây giờ 82 người ta có 65 một đời người 22-25 cụ thế có đúng 12 bây giờ con chỉ nghĩ liên quan là không là cháu không phải là lớn mà cháu là con nhà cháu này con nhà lâm trường đấy xuống 25 trong 25 nữa là có 120 cháu lại có chắc này nhưng mà mà chú trường đấy mà không đoàn kết không có tình cảm với nhau bác hai nhá trời. Cuối tâm hết. Bây giờ đi tham vớt là chúng tôi chuẩn bị sớm lắm. Trang bị cho mọi người. Chiều thấy anh nghĩ cái đấy rồi. Vâng, quá chuẩn. 25 là theo em gọi là một thế hệ. Như bác gọi là một cách và một đời. Gọi là 5 đời mình sống cùng ở nhau. Vâng. Thêm một cái máy. Thì do cách gọi thôi mà. Nói về đoàn kết thì mình 5 đời sống với nhau thì... Nhưng mà nếu mà nghĩ như này thì ông Lan mà Lan như vậy ông là bà là thông minh mà Linh chết hết đi rồi và chọi ông chọi. Thế thì nhiều khi không hiểu lại sao em với anh thì cùng một thế hệ thì tôn trọng nhau, quý trọng nhau, tự nó xả ra. Thế các cháu cùng với đâu là tại sao mình phải đoàn kết như đến những cái thế hệ ví dụ bác sáu ạ à, ví dụ như đến cái thế hệ giờ con thằng Duy nó có sống ở đây đâu mà nó biết thì nay mai nó mình hiểu được là đấy là như thế này và trong cái cuộc sống thì người ta bảo vệ nếu anh còn tưởng tượng này nói cái đẻ ra các ông nhá thì còn nhớ là thì mất cụ bà ở chỗ ông dối con biết mà có khi ông công tác ông còn không có nhà con còn nhớ bà như thế nào trường ạ vâng giờ đúng học theo và tránh như thế nào là cháu hiểu khuôn mặt nhiều khi lắm lúc nay hôm qua con khoảng vẫn hùng mồm lúc nào cũng nhúng với cháu hiểu mà nhiều khi có đạn mình biết là từ đâu những khi nhớ này ngày xưa bắt được là rồi nhiều khi tôi ghi lại những cái gì bây giờ đúng không tiện ghi ngày xưa ghi sao được có lắm các cụ ngày xưa là nói và làm luôn chứ nó siêu giỏi chỗ đấy nhưng mà thời bình bây giờ nói nhưng mà không được làm vấn đề chỗ đấy học đại học không bao giờ bị điểm điểm bốn đấy như ông Vương như anh em cũng chưa thế mà cụ không làm chủ tịch nước 5 năm mới được cái đấy đi đâu đấy thằng cháu con cô Kiểu đấy ở trong Tam Điệp ngày xưa xin đi lái tăng tức là lái tăng là đầu tiên là sướng lắm nhưng mà vào xong là một thời gian sau lại thôi không như này xin đi lái xe con là lý do nó bảo là một năm được lái có 2 lần nó ra cho tập 2 lần chứ cứ ngồi chơi xe nước lau chùi
bắn phần nào được tôi bắn phần sau. Điều kiện nhiều khi quý. Trên quan trọng là cái ông phải thực được thực hành. Phải là cái tầng lớp. Nên các cụ ngày xưa giỏi là lý do là nói và làm luôn. Đấy cho nên nó giỏi. Thiên tài đi lại. 42 môn là 43 điểm. 44 môn mà 43 điểm là toàn điểm 5. Còn mỗi môn một điểm 4. Có ai học cụ ngày xưa là điểm 5 là hết. Điểm 5 là đến rồi. Cái thời kỳ năm 69-70 đấy. Còn cũng 57-76 còn sách 3 lần để ra quần áo ra cái trận 66 đi Liên Xô có làm gì có máy bay đi chở. Nó như bây giờ. Đó. Anh Sáu ngày xưa được lái máy bay chưa? Tớ học ở Nha Trang học ra trường ấy. À nhưng mà đã lái lần nào chưa? Chưa được lái. Được máy bay. Nói với em nha, chúng cháu ấy lay mà ra úp được sờ máy bay lên mic chưa? Úp à mic chưa, còn con không học, còn con học su U1. Không học su mới mic không. Nếu mà nói đúng UH1 là máy bay của Mỹ, UH là Mỹ rồi. Đã là UH là máy bay của Mỹ. Vậy là đã lái chuyến nào chưa? Bọn anh ra trường học đủ điều kiện xong. Có nghĩa là cái dòng UH1 là máy bay trực thăng. Nếu mà giả dụ như là nói với gia đình nhà mày nhá, mày trực thăng. Rồi. Mày bộ đội ấy chứ? Bộ con này hệ 2. Quân bộ đội ấy chứ? Về cái nguyên lý của trực thăng thì UH1 mới là Khải được làm sao? 16-18 chất lượng. Không. Đúng rồi. Đúng rồi. UH là của Mỹ, còn Mi là của Nga. Cậu cứ tưởng tượng rằng giống như ô tô thôi. Nó cũng lái được như vậy nhưng mà cái hệ nếu mà nói với chú nhá, nếu cái UH1 ấy là nó có càng nhưng không có lốp bánh. Và không có bánh. Đó là UH1 mà bay lên. Nếu không tài ba nhưng dậy tốt phát lên 457 mét. Vâng. Nó tăng lên, nó tăng ngược trở lại. Xuống hoàn nhảy tốt lên. Cái nói mi có em này có. Lúc bây giờ cái đồng lương nó không như bây giờ làm theo cái chế độ lương bổng, lúc bây giờ quân hàm quân hiệu. Nên sao nó chọn bây giờ sao lại chọn mày thì không vĩ đại lắm. Cháu đang học ở trường công nhân kỹ thuật 3 là nó tuyển từ đấy vào bộ đội. Thế ông giá mới bảo là 22/12 bố thế nay làm cái đéo gì đấy hả ông, bảo nay 22/12 kỷ luật mà bố thế tôi không đi bộ đội à, tôi cứ tưởng bác ở bên phi công. Đấy thì nó rất đơn giản bình thường nhưng mà mình không đi ở địa phương, mình đi ở chỗ khác mình đi. Vâng. Nhiều khi nó thì bình thường mà. À. Nhưng mà vẫn có danh sách chứ. Thì nó có hồ sơ lưu. Vâng. Kết quả thí nghiệp cơ khí cái nào đấy. Khi về học ấy, thì xin là được này, chuyển về đơn vị đấy. Vâng. Không phải về địa phương. Độc là cũng biết ngay. Nhiều khi nó lúc hiểu là cháu ấy lúc bây giờ là ví dụ như là gọi là gia đình cũng khá giả đi. Vâng. Mình cũng quan hệ với hoàng tưởng ở chí hòa đấy. Cháu không thích ở đây. Chuyển cháu ra ngoài. Học xong rồi. Vâng. Lúc nào nữa nó chuyển ra. Đã nói đến cái từ UH1 ấy để các ông người xem cái mùa phim mùa có trướng gọi là cái trục thang mà bây giờ có cái máy bay mình nhập của Mỹ là nó còn lùi được tí lên đấy. Máy bay dập kín bầu trời đã là UH1 là máy bay của Mỹ. Vâng. Có trướng mà ông là lúc bây giờ nhá, trong Nha Trang nó đào tạo là chỉ có UH1 ngã nghiêng. Vâng, cái đấy là UH1 đấy ông ạ, là trực thăng vận, cái đấy là UH1 đấy. Vâng. Nó quạt để tìm kiếm bộ đội. Cái gọi là UH1 đấy, thắng thế là máy bay UH1 đây. Con Nha Trang bây giờ còn con ít tuổi nhưng mà con đã tìm hiểu trên mạng, con biết những cái dòng máy bay trực thăng. Vừa rồi mình sang Mỹ mua cái chỗ đấy là gọi là nếu mà đạn súng đạn AK trung liên bắn chìa qua bắn tự hàng đấy. Một thì mình cấp cái gì? Thì mình giải phóng miền Nam ấy thì bay thần thái hết mà. Em ơi, con thằng bạn rồi nó học Nha Trang. Học cái lái xu rồi đấy. Nó lái xu thì thực rồi, nó là Nha Trang nếu mà cái xu thì xu thì hơn mic. Ông ơi, bây giờ nó có xu 35 này. Nếu nói về xu nhưng mà Việt Nam bây giờ xu cứ ra biển là xu 35 là đẳng cấp nhất. Còn xu 22 thì là cái loại bình thường. Nhưng mà phi công nó tuyển chọn được một người phi công học bình thường là nói đúng ra tại sao con nói với ông nhá, chủ nghĩa xã hội ấy, cái ông mà nước tư bản vừa bắt đầu nghĩa để 21 loại của 27 kiểu sinh năm 1900 bao nhiêu không biết nhưng mà con mới là 83 tuổi anh hùng phi công nước vào bản đấy ông bảy đấy ông bảy á 83 tuổi bảy bán đấy. Ông Bảy cũng sinh năm 37 sao? À 38, 38. 83 tuổi. Ông sinh năm 38 hay là 37 gì đấy? Thì 37. Ông sinh năm 37. Ông ơi,
trên mạng ông rồi. Năm nay vừa bằng tuổi ta. À vâng, bằng tuổi bố. Tức là ông ấy 38 con nhớ nhầm là Thế Anh. Ông ấy hoài lắm. Thế Anh diễn viên điện ảnh sinh năm 38. Ông ấy bắn rơi 70 vài mí. Đấy. Mà thật ra mà cái ông này ngày xưa văn trình độ văn hóa rất thấp. Nông dân rất thấp. Sai. Trước khi ông đi bộ đội có 17 tuổi rất thấp. Không người có lớp 4 hay gì đấy. Có linh mình quê ông đi. Con cứ nói là quê ông đi. Là có ông Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Lanh ở Linh Bình. Không, mới nhất đây là ông Nguyễn Văn Bảy. Thứ 2 tháng 12 thì Hồ Chí Minh chúc sang năm có nhiều cốc hơn nữa. Vâng. Bác chúc sang năm các cháu có nhiều cốc hơn nữa. Vâng. Anh hùng nông dân. Anh hùng nông dân. Cháu đi mò cua, đi bắt cá. Đấy, ông về ông ấy làm ao. Đúng là anh hùng nông dân. Vậy là đi ra quần đảo chứ. Cháu chào gì nhá. Cháu chào gì nhá. Con lên cháu và em lên chào bạn. Vâng. Dì nhớ về cái bài thuốc rượu ngâm hạt cau già nhá. Dì bôi thử xem. Không, sao mà nói chính thời đấy nó bình thế này không ạ? Ở đấy bình đúng rồi, nó bình, nó bình như này nhá, bình thường nó giữa hai một cái cách so sánh. Đúng ra mà nói như anh là phi công ấy, ông lái cái bài mic 17 nó còn kém xa cái ông Phạm tôi là mic 21 đấy. Cái ông mic 17 là làm gì được cái lái cái bài mic 21 mà cũng từng thấy là ông mic nó bảy, nhưng mà cái nguyên bảy này chưa thể hạ được khi cái máy bay có lại đâu, mà ông này còn hạ được cả những tầm như là F4, 17, 19, F5, quốc, 21 để qua trong những cái F4 nào làm đấy, trong cải tiến là nó còn đẳng cấp hơn cái máy bay rất nhiều, còn cái đấy còn đấy. Đẳng cấp. Vậy mà vẫn chơi chết đúng không? Thế mà cái ông hoặc con này thì cái máy 21 thì nó đẳng cấp hơn thì ông lại hạ được B52. Là sao là phi công Việt Nam để hỏi cốc cái là cùng đời chứ. Ông bảy bảy trước anh hùng nông dân, ông bảy thế hệ trước nữa. Ông ấy là cái đoạn anh hùng nông dân, ông ấy học con lớp 4. Ông quân với ông cốc là sau ông bảy học lớp 4. Ông bảy thấy nó thích nhưng mà trình độ lớp 4 hay còn những lúc đó phải nói là người ta lái được phi công mà trong cái phi trong máy bay nó nhiều bảng điện. Nhiều cần số, nó học thua được như vậy rất giỏi. Nếu mà nó không khác nào như các cháu đi xe máy. Nếu mà nói hàng không, không biết có nào, trường này. Nhưng mà biết lái cách nào thì dưới là sĩ quan chỉ huy. Ở trên muốn gì là xin ở dưới. Độ cao, tốc độ. Bắn bủng ở dưới nó phải cho phép với điều bạn. Ví dụ như là gọi là đằng trước và lúc bầu hạ thấp để kéo cần đi hạ cao thì vất đi. Vất đi. Đó, không có ông bảy không có không nghe. Không phải là sách thì chết mà, nhưng mà phải như vậy. Bánh du kích thì du kích ở dưới đất thôi. Không phải du kích trên không. Ông luồn vơm mây, ông như du kích chúng con này. Chúng cháu là vật sau rồi nhưng mà xem lại du kích trên mây. Về luồn con mây đi máy bay lúc nào trời luồn con mây. Con mây ở trên mây. Tốc độ thì không gửi được không? Thầy qua đi máy bay. Đã đi lên máy bay nhá. Lúc nào mây ở dưới, bây giờ mây. Không nghĩ là trận đầu cánh trang. Không, ông ấy nói thế này là cái ông Bảy ông phát biểu trên phim đấy. Nên mà nhớ là cái gì ông bảo tôi chẳng có trình độ gì cả, trình độ lớp 4, lớp 5 bốn, bây giờ bắn nó thì ở dưới bắn lên thì cũng được, phải ở trên bắn ông nghĩ vậy rồi. Nhưng mà lên như thế nào đấy, ông bảo vậy thấp hơn không ạ? Vậy thì lên thế nào để lên trên, thế về sau thì phải ông bảo bằng cách xoáy từ đâu đi xoáy đâu thì xem, ông bảo đấy nó đuổi mình thì mình cứ xoáy đâu. Cứ càng đuổi càng lên, càng đuổi lên. Thì khi nào lên được đủ tầm rồi, ông làm xuống mình chơi. Mà ông bảo là chơi trực diện thì không bao giờ được. Chơi góc 45 độ. Ông bảo, phải tính toán bắn làm sao chúng. Mà đã chúng, mà không nhìn thấy thằng phi công, nhìn thấy mê cụ thể. Lúc bây giờ mình chẳng còn. Ông bảo vậy, nếu mà ông mờ thấy hình ảnh thì không được. Phải nhìn thấy mặt thằng phi công. Tức là quá giáp la cả nhau đấy, quá gần. Có nghĩa là ấn nút là coi xong. Thằng không kịp. Đã tên lửa thì một cây dưới là không được phép. Mặc dù tránh nhưng mà không được. Bắn đi, không được.
tên lửa mà bắn nó không cái nào thằng ô tô một thằng đang đứng giờ đi đường mà thằng ô tô đuổi nó đâm vào anh mà anh quá xa thì không đuổi được nhưng mà quá gần nó đâm phát là chúng không lưỡi không thì không lưỡi không là một cây dưới là cũng thả 1500 mét kim nhật tên lửa kim nhật thì nó vẫn kim lửa kim nhật thì cơ bản là nhật kim nhật không lưỡi không cây dưới là không nhưng mà kêu bẩn vẫn có ông rất tính hạ mà thu nhỏ mấy mà tăng hình chứ tăng hình cộng thả pháo sáng là tên lửa mình bắn là 50 là pháo sáng nước non bảy rồi mất là 83 tuổi đấy thì ông đã cứ từng là có khổ khăn danh hiệu ông bảy đâu mất rồi chưa mất rồi vừa rồi mất rồi mất rồi vừa rồi mới nói chuyện vào bằng tuổi bố này xong 83 tuổi đúng đó mà anh hùng phi công muốn là phải có 7 cái máy bay bắn thì mới biết đấy thế mới bắn rồi nên cho mới trên mạng rồi vâng thế là chúc con mới đang trả bắn chưa còn trước rồi bố chưa còn trước rồi ô tưởng thời siêu đưa tin bố biết chứ sang năm có nhiều cốc hơn nữa là chưa chết không thì lại cá chỉ có thông tin lúc giờ thông tin khách là bố mà không phải lấy tiền không phải là ông bảy là bố ạ thì ông ấy là khi mà ông ấy là anh hùng người thì cái đời thường ấy về ông ấy quê Đồng Tháp ấy thì ông ấy lại chỉ làm đồng ruộng nông dân thế xong là ông ấy chuyên chất ông cứ ao chuông vườn thế ông ấy là hay thế đúng là anh hùng nông dân đúng không nông dân đấy mà chị ông ấy khỏe thế trước từng thấy ông ấy đang làm ao vườn đấy ông đấy đủ con ông chết không vừa chết xong đúng không anh hùng phi công mới chết chắc tuần trước thôi đấy chúng ta đang cãi ông đấy mới xem bây giờ ông còn đang cãi anh máy bay anh hùng phi công ông đấy mới cái ông thế anh đóng vai đóng cái phim mối tình đầu là ba sinh năm 38 kém ông 70 tuổi năm nay sinh năm 37 năm nay vừa đúng 37 cái ông thế anh ở trong cái phim mối tình đầu là cũng chết là vừa thế rồi thế anh chết rồi và mới chết giờ cùng ông qua sau ông bảy tí bố ạ. Tức là ông này ông ấy khi về đời thường là anh hùng thế nhưng mà về một cái quê hương Đồng Tháp ấy làm nông dân suốt ngày lăn lộn với cái ao này vườn đồng ruộng thế trong này chính vì cũng là đột tử vì cái đoạn làm nông dân đấy anh đừng qua nào ông ấy bị cảm đấy bằng tuổi bố mà vẫn ao vườn ao tự vườn. Làm hết đấy mình đang nói ở trên mạng mà vừa ao vườn bố rộng ông bảy mất ông ấy là bán rơi bẩn với em đi cô chủ phòng công là tổ chức tăng lễ đúng không đấy là tăng lễ nhà nước rồi không đó cũng là việc làm đấy cô chủ phòng công không có được cái này cô chủ là phòng công vẫn là thượng tướng là thế là cấp cao không được nhà nước à? Tức là ông ấy là cấp cao đại tá nhưng mà cấp cao tức là ông ấy có cái danh hiệu là anh hùng nhưng mà không ai nào là trang lâm trang không phải bố ơi ông ấy là thủ tướng rồi không thủ tướng nhưng mà cũng nhiều thủ tướng khác cũng chết đấy có nhiều anh thừa như vậy đó mà nghe ông Trạng Quang mà nó quay mắt này 180 độ nó có quay đều như vậy không? Ông Hải quay trừ miền Bắc qua miền Nam. Ông Hải là một cái đường 500 km thôi không ạ? Một cái đường lên đấy đúng. Là ông ấy làm gì được dân cũng biết đấy. Ông Hải người ta quý lắm. Quay từ Bắc qua Nam thế mới giỏi. Con nói về là ông bố này nhá, ngay như muốn tâm chức sau này ông có sự về lại, các dân không thấy ông làm đông gì. Mà ông Khải không phải vấn đề như đại tướng người ta trưng người ra đúng đường người đó đâu thế gọi anh hai chứ không phải là như ông Trần Đại Quang đâu Trần Đại Quang ơi có ai ra đúng đường đâu Phan Văn Khải thủ tướng nhưng mà được cái ông Phúc này cũng sẽ người nhiều người đấy con đang nghĩ thế cứ làm lợi cho dân lợi nhiều cho dân không đâu nhưng mà dân người ta tin tưởng mà người ta đã tin tưởng rồi ông có thể là làm được rất nhiều thứ chứ không phải có cứ cái chuyện gì các ông vẫn biết là mình trôi không thể làm gì được mà nói trên thì cuối cùng dưới không nghe không này với gì mới được nhưng tìm cái nào để động viên bên dưới đã làm mới giỏi không ạ trên nói về đường lối chính sách đúng nhưng dưới lòng láo không ạ rất khổ thì nói cái trọng trọng, trọng 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 rất khôn ông học tập theo Trung Quốc vừa bí thư tổng bí thư vừa chủ tịch nước
đúng như vậy. Mình cũng thử nghiệm rồi chứ không rồi, nói là học tập cũng học tập. Bảo nhưng mà đại khái cái cách làm thì người ta cũng thử nghiệm đấy. Cái đầu từ phường xã thôi nhưng mình cũng bỏ không? Bỏ. Thế còn bây giờ thì ở bên dưới nó bỏ rồi. Nó bỏ. Trên tức là mà anh làm như vậy nói đi cũng là đúng, nói lại đúng. Nếu anh độc quyền, anh tập trung một là sẽ có cái độc quyền. Mà độc quyền là không có dân chủ. Là tìm chưa được đủ cái phẩm chức năng lực để lãnh đạo đất nước. Chứ còn nếu anh chủ thì riêng quyền bí thư riêng anh vẫn có quyền có kiến nhá, vẫn dễ hơn. Không, tức là bác Trọng ấy là chưa tìm được đủ năng lực cái người mà chủ tịch nước chưa tìm được, chưa tìm không, được thôi. Không phải là chưa tìm được, học ông có đấy nhưng mà cái người đó chưa đạt được. Vâng, tức là chưa tìm được thì tạm thời phải quốc hội người ta phê chuẩn chủ tịch nước, quốc hội chứ. Thế còn nếu chờ người ta có đạt tiêu chuẩn người ta bầu ngay là tìm